Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mỹ của em nhá. Hôm nay lên sóng cho bác em xòe VIP này các bác này. Các bác nhìn đuôi này. Em này đầu mặt đẹp khỏi phải nghĩ luôn các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đầu mặt đẹp chấm hết luôn các bác. Giọng hay quá các bác. Mặt này các bác ơi. Cái này đuôi lá vả rất là to nhá, hót một mình đuôi lá vả các bác nhá. Quay lồng quá xem này. Cầm lồng quá xem nhá này. Cầm lồng vẫn hót các bác nhá. Tay em này. Chim thuần mình nhá các bác nhá. Treo đây các bác nhá, để em quay rõ cho các bác xem nhá. Này đuôi này các bác. Đấy, đuôi xòe to quá anh nhá. Đẹp quá các bạn. Xách lồng các bác xem nhá. À chim bánh tẻ các bác nhá, em này chim bánh tẻ nhá. Về nhà các bác khả năng nó sẽ mất điện đấy, nhưng mà chim bánh tẻ mổ tay này các bác này. À, chim thuần xách cây hót các bác nhá. Tay em này. Đuôi xòe các bác. Em này mà có chim đấu là sẽ
xòe đuôi chơi cánh nha các bác nhá. Bánh tẻ nha các bác nhá, bánh tẻ mổ tay nhá. Em nói trước nhá, về nhà các bác có thể bị mất điện vài ngày đấy nhá các bác nhá. Nếu bác nào biết nuôi thì nó sẽ lên ngay, còn không biết nuôi thì sẽ mất một thời gian ngắn ngắn để cho nó lên điện các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, nó mổ tay em này. Mới về nó mất điện thì khả năng nó hơi nhảy nhảy đấy các bác nhá. Con chim này đáng chơi các bạn. Sự nó quá đẹp các bạn. Đuôi này. Rồi, xin phép dừng video đây nhá. Bác nào bổ kết thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Cho nó mổ tay này con này. Đấy, mổ nha các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.